Bây giờ là module thứ ba, các bài toán về khoảng cách. Em cũng phải chép lại, chia chia đánh máy thế nào thành chìa. Chia phải chép lại lý thuyết, chốc là bài tập nó mới hiểu được. Khoảng cách giữa hai điểm AB là chính là cái độ dài của AB bằng căn bằng 2 của XB trừ IA tất cả bình, IB trừ IA tất cả bình. Rồi khoảng cách từ điểm X thì 0, Y 0 đến đường thẳng delta có AX cộng B cộng C bằng 0 là như thế này. Thì cái chữ D này nó viết tắt của chữ distance, tức là hằng, là khoảng cách. Thì bằng trị tuyệt đối của A 0 cộng B Y 0 cộng C chia cho căn bậc 2 của A bình cộng B bình. Rồi. Thế tiếp nữa là cái chú ý thứ hai là cái đường thẳng AXY cộng với BY cộng C bằng 0. Tất nhiên với điều kiện A và B không thường bằng 0 thì nó sẽ chia mặt phẳng tọa độ ra thành hai nửa mặt phẳng với bờ là đường thẳng delta. Một nửa mặt phẳng thì là trước các điểm x mà tọa độ x0 y0 và thỏa mãn bất công thức là AX0 cộng BY0 cộng C là 0. Một nửa mặt phẳng chứa các điểm M1 x1 y1 thỏa mãn AX1 cộng BY1 cộng C nhỏ hơn 0. Đúng chưa nào? Cái này là mình học trong môn đại số rồi đúng chưa? Đấy. Rồi, bây giờ bắt đầu. Ví dụ. Câu này là câu dễ nhất quả đất. Xin lỗi. Tính khoảng cách từ điểm M tọa độ trừ 3, 2 đến đường thẳng delta 3x trừ 4y cộng 10 bằng 0. Xin mời.
Nào, xong chưa nào thầy? Tại vì cái nhà của thầy nó lại bị dột dột, nên là thợ vào sửa nó dột luôn phòng học của mình ấy. Nhưng thợ vào sửa chết giả, không biết là bị chấn động hay là bị cái gì. Nào, chúng ta vào nó vẫn có khi vẫn nhìn thấy nó đang ngó tòng tòng chết giả. Phòng học rất đẹp, ở chỗ này thì chúng ta thay vào công thức thôi, đơn giản thay vào công thức nhé. Chúng ta sẽ được là đánh máy cho nó dễ, cứ đánh máy cho nó ra cho nhìn đây.
công thức khoảng cách, thì cái thằng đầu tiên của chúng ta thì nó cho phương trình là tổng quát, cho nên chúng ta thay vào rất là dễ. Đó. Phương trình tổng quát thay vào rất là dễ. Công thức khoảng cách nó có ở trên rồi. Đấy. Khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng delta là công thức khoảng cách ở trên. Đó. Đóng khung đâu. Đây. Cho nó màu và cho nó đẹp. Sau thay số mà thôi, chẳng có gì cả. Ôi, siêu dễ. Rồi, đấy, cách ra xong thay số nhá. Như vậy trên tử này, 3x cộng trừ 4y, 3x trừ 4y tức là 3 nhân với x, ở đây là âm 3. Đúng không nào? Trừ đi 4y tức là 4 nhân với 2, cộng với c tức là cộng với 10. À quên, có phải có chỉ tuyệt đối nhá, thiếu chỉ tuyệt đối là giáo viên trừ thẳng tay, kể cả nó ra số dương các em biết thiếu chỉ tuyệt đối không được. Ở dưới là căn bậc 2 của a bình cộng b bình tức là 3 bình phương cộng với trừ 4 đem bình. Đấy. Được chưa? Rồi đúng rồi, như vậy là nó bằng trên tử này 3 nhân với trừ 3 là trừ 9, trừ 9 trừ với 8 là trừ 17, trừ 17 cộng với 10 thì trừ 7, trừ 7 đấy chỉ tuyệt đối bằng dương 7. Còn ở dưới mẫu 3 bình là 9, 4 bình là 16, 16 cộng 9 là 25, 25 cái căn là 5. Như vậy là bằng 7 phần 5. Xong. Thế thôi, đơn vị độ dài, khoảng cách chính là đơn vị độ dài nhé. Đấy, thế là xong, quá dễ dàng. Mình bật nóng lạnh không? Ô đừng động vào đấy. Đúng rồi, đừng động vào. Nó là đồ ấy bê tông. Đấy, thay vào này, chuẩn chưa? Trừ 3 là trừ 9 này, trừ 8 là trừ 17 này. Rồi. Chúng ta sẽ có các công thức này. À, bài tập về nhà của chúng ta là bài 2, bài 3, bài 4 nhé. Chịu khó làm không? Bài 2, bài 3 và bài 4. Hôm nay học cũng vừa vừa tiến độ. Chung là tương đối. Lúc đầu chúng ta hơi chậm một chút. Thầy tin rằng là sau khi các em làm đi làm lại một số bài chúng ta sẽ hai ngày. Thì cái bài đầu tiên ấy, thì thầy giáo cho là nó rơi vào trường hợp là phương trình của nó dưới dạng tổng quát, các em có thể áp dụng trực tiếp luôn. Nhưng mà câu thứ hai thì là cho không phải phương trình tổng quát, câu thứ ba là phương trình thăng trích tắc, các em phải lựa lựa để các em giải. Thế còn câu ví dụ 4 và ví dụ 5 nó khó hơn. Đấy, thì bài tập về nhà của chúng ta là đây, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5. Làm được 3 bài này thì coi như thiên hạ vô địch, 4 bài như vậy. Thế còn nếu như mà bình thường các em phải làm được bài ví dụ 2 và ví dụ 3. Đấy. Còn ví dụ 4 có thể khó không làm được, nhưng mà ít nhất là phải làm được bài 2 và bài 3. Thì coi như phần khoảng cách là chúng ta tạm thời gọi là ổn. À, các em thân mến, như vậy là bài dừng ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em sau buổi học tuần sau. Thì nếu cái tuần sau không có gì thay đổi thì có thể chúng ta sẽ học trực tiếp, có gì thì nó sẽ báo lại nhé. Chào các em nhé.